một cái vòng nha. Ba mươi hai trứng hả? Cái cảm giác mà mình mỗi buổi sáng mình lụm trứng anh như thế nào hả anh? Ghiền hả? Lâu chưa? Còn bao nhiêu năm anh? Thôi 8.000 mấy hả? Ồ, khá là nhiều luôn ha. Đương nhiên nè. Giống như khoai lang luôn á cả nhà. Đây mình xác lại cho bà con xem này. Đây hai tay luôn nè. Buổi sáng hôm nay thì mình đang có mặt trên một cánh đồng rộng lớn của miền Tây. Và clip này mình sẽ vào đồng và giới thiệu cho bà con về một cái cảnh quê rất là đặc biệt luôn. Đó là lụm trứng vịt vào mỗi buổi sáng của bà con nha cả nhà. Thì mời cả nhà nha. Rất là cực khổ luôn khi mà coi Tùng Vlog phải lặn lội khoảng hơn 20 cây số để di chuyển lên đồng và sau đó lội bộ vào khoảng một cây số nữa mới đến trại vịt của bà con, thì rất là khó khăn luôn. Mọi người nhớ thương coi Tùng Vlog thì nhớ ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới để ủng hộ cho coi Tùng Vlog cả nhà. Rồi mình mời cả nhà nha. Rất là trên đồng nha. Giờ này thì bà con đã lụm như là gần xong rồi, xong hết rồi. Mình sẽ đi theo cái bầy của anh này để lụm những hộp còn sót lại nha. Bà con đón xem hôm nay mình sẽ lụm được bao nhiêu trứng vịt nha. Cũng còn sót lại mấy trứng hả? Còn sót lại mấy trứng hả? Đây anh lụm được gần đầy hai tay luôn nè. Ủa, miếng bài kia nó ra ngoài kìa. Ồ, bài kia ảnh ra phía ngoài kìa. Đó, đây. Đây đây, đó. Nè, lụm được bao nhiêu nè. Giống như khoai lang luôn á cả nhà. Đây mình xác lại cho bà con xem nha. Đó, quá trời trứng luôn nè. Đó. Rồi đó mình đi vòng vòng nữa, xíu nữa quay cho bà con xem nha. Kìa hình như có trứng nữa kìa. Về miền Tây thì bà con có dịp để mà lên những cánh đồng bà con thả vịt như thế này thì rất là vui luôn nè ha. Mình sẽ tìm để xem mình có lụm được trứng vịt nào nữa không nha. Đó, mình đi vòng vòng nãy giờ chứ mình chưa lụm được trứng nào hết á. Anh đi vòng vòng nãy giờ anh lụm được đâu mười mấy trứng rồi. Ồ, như một binh đòn vậy đó cả nhà. Dòng phía ngoài nè. Đó.
mình đó khá là nhiều. Cái bầy này mình nuôi bao nhiêu con hả anh? 8.000 mấy. 8.000 mấy hả? Ồ khá là nhiều luôn ha. Ồ anh làm được một trứng nữa nè. Nãy giờ mình đi vòng vòng chứ mình chưa lụm được trứng nào hết trơn á. Để mình đi vòng vòng xem mình lụm được trứng nào không nha. Ồ một trứng nữa kìa. Trứng này nằm kẹt ở dưới đất luôn anh. Ở dưới cái lỗ gì luôn nè. nó đi cái xong nó đè lên anh. Ờ có một bầy đó hình như nó ra ngoài kìa. Rồi hồi mình lùi vô hay sao anh? À hả luôn ha. Rồi, mình trở lại quay cái đống dịch anh lượm nãy giờ cho bà con xem nè. Đó, như, trời ơi như cám vậy đó. Cái này mà buổi sáng mà giả tỷ mà chưa có lượm hết nè anh, chắc nhiều, chắc nhìn đã lắm anh. Trời ơi. Chiều rẻ là 60.000 hả? Trời ơi, thấy ham luôn không? Đó nè, coi trứng nè bà con. Trời ơi, quá trời luôn nè. Quá trời trứng luôn. Bầy của anh khoảng 8.000 mấy con nha cả nhà. Giờ này tầm khoảng 5:30 sáng thôi. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Cao Tùng Vlog nha cả nhà. Trai à, đếm bao nhiêu trứng? Quê mình đâu hả anh trai? Ở huyện Cờ Đỏ. Cờ Đỏ hả? Thôi mình mỗi lần mình di chuyển vậy cũng xa lắm anh. Thường là mình di chuyển cánh đồng đó mình ở khoảng bao lâu hả anh trai? Năm mấy ngày. Thường là à, khoảng chừng tầm một tháng ha, rồi mình sẽ bắt đầu di chuyển chỗ khác nữa hay sao? Hết đồng rồi chuyển hoài tới vậy đó. Vậy là mình sẽ đi quanh năm luôn. À, vậy là cũng khá là cực khổ ha, tại vì mình phải di chuyển hết cánh đồng này hết rồi tới cánh đồng khác rồi. liên tục. Anh nuôi vịt này lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi anh? Mấy chục năm rồi. Ôi. Ồ, trong nghề 20 năm nuôi vịt đó. cái cảm giác mà mình mỗi buổi sáng mình lụm trứng anh như thế nào hả anh? Lụm ở ghiền á. Ghiền hả? Ghiền mới nuôi vịt. Tại vì người cũng nghe rất là nhiều người luôn nói luôn á là lụm mà bữa nào đẻ lên là thấy ham lắm. Mừng. Rất là nhiều đồng quá đâu lên mà nói đâu giống như ruộng quá nhiều ha. Em thấy thường thường người ta để ngủ ban đêm người ta thường thường đốt gom với anh đốt rồi ta lên nền vậy đó như bên vậy đó là hộp dịch nó sạch ha. Còn cái này đông quá lên nền không nổi. Mình kiếm gom được cũng tắn cũng khó ha. Ủa chắc sáng mình lụm chứng dịch rồi sao em không có thấy chứng dịch mình ở đây ta? Hay là đã về đi bán rồi? Em đem về bên trại đó. Dạ. Vậy là mình thức sớm không anh? Đếm là nhiêu hộp? Đây em trai nè, đếm là nhiêu hộp nha.
32 trứng hả? 32 trứng. Rồi, sau một cái khoảng tiếng đồng hồ, anh trai đã lụm được 32 trứng vịt, một bọc luôn nè. Đó, ghê không? Rồi con trai lụm nữa nghe con trai. Cái này là chỉ còn người sót lại thôi đó anh. Hôm qua đẻ mười mấy trứng, bữa nay nó lên đó chứ. Dạ. Vậy là cái này mới lên đồng hả? Mới lên đồng, mới đẻ này. Dạ. Mới rớt. Vô đồng mới mình bển bữa nay đốt là vô đồng mới ăn đẻ mau lắm. Đợt này lên đêm mấy trăm. Như là lên đó có lúa nhiều ha. Lúa mồi thì nhiều. Tám ngàn mấy con vịt. Nhìn đã mắt luôn bà con. Khi nào mình mới thả đi nữa ha anh trai? Khi nào thả, mình đợi từ việc kia thả rồi mới thả. Thả gió mưa lên nè. Dịch mình gì mình có làm dấu gì không hả anh trai? Không. Tại vì em thấy nhiều bài dịch người ta sơn màu đỏ màu đủ thứ màu chưa? À, tại màu. Dịch mình không thấy màu nè. Đông quá rồi chơi thôi chứ không nói. Người ta ít ít thì người ta bạc được. Dạ. Trời ơi, anh xây đụng nè, thấy ham không? Mình đi vô giữa cái nó chen hai cái nguyên một cái vòng ha. Có một cái bầy nhỏ nãy mình có quay đó, giờ nó di chuyển sợ nhập vô cái bầy khác nè. Bây giờ anh phải đi vào bình bển đặng xem có nhập vô bầy khác không nè. Ồ, cái này là cái cây mà để mà đuổi vịt nè, chăn vịt nè. Đó, bà con anh tập đây nè.
bạn trẻ, bạn nhỏ nãy chạy qua túc bên kia luôn để chặn cái bầy dịch nhỏ nãy ở phía ngoài đó bà con, để sợ lộn vô bầy khác thì sẽ mất dịch mình đó, rất là cực khổ luôn. Mấy anh phải di chuyển liên tục từ đồng này sang đồng khác để có thể đủ mồi cho những chú vịt ăn để đẻ trứng nha. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Coi Tùng Vlog nha cả nhà. Rất là cực khổ luôn để quay được những thước phim về miền Tây như thế này. Mấy anh này ra phía ngoài nè, mấy anh vịt này ra phía ngoài chuồng rồi nè, không có ở trong chuồng luôn. Đồng nè cả nhà. Anh ruộng những cái lưới nè. Chuẩn bị thả những bầy vịt đó lên đồng để ăn nha. Bà con nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Coi Tùng Vlog nha cả nhà. Để đón xem những tập tiếp theo nha. Cái lưới á, bà con dí xung quanh chuồng vịt này để cầm vịt trên đồng. Bây giờ bà vịt sẽ di chuyển ra nè. Chạy như những binh đoàn nè, quá trời chạy luôn rồi. Sáng giờ nhốt quá nhốt rồi, giờ thả ra được mừng quá mừng rồi. Ồ, chạy lì lì hết trơn rồi. Ồ, mấy anh chạy trước này sung rồi, chạy quá chạy luôn rồi. Trời ơi, thấy ham luôn bà con ơi. Ôi, quay phía xa cho bà con nè. Trời ơi, mấy anh chạy nè. Quá trời luôn nè. Thấy ham lắm bà con ơi. Anh chạy nè. Coi đã nhất là chỗ bà mẫu rồi nè. Trời ơi, mà anh chạy còn hơn một cái sóng lương nữa nè. Đó. Rất là nhiều luôn á. Bài này tới 8.000 mấy con nữa cả nhà. Mình quay phía sau cho bà con coi nè. Còn khá là nhiều luôn, khá là dài luôn à. Mấy trăm mét luôn á. Đó, quá luôn rồi. Trời ơi, anh dí ra kìa. Thích nhất chỗ cái bờ mẫu rồi nè.
nãy giờ khá là lâu luôn mà chưa hết đó nè. Quá nhiều luôn nè, trắng con hết trơn à. Di chuyển lên đồng rồi nè. Dài mấy trăm mét luôn. Ồ, từ cái bờ ruộng này nè, từ cái bờ ruộng phía trong này ra tới tuốt ở dưới luôn nè. Rất là nhiều luôn bà con. Trắng con hết trơn luôn nè. Đó, anh đã di chuyển dưới rồi. Để mà dí xuống dưới luôn. Khá là nhiều luôn. Bọc trứng nè, mấy chục trứng luôn nè. Tại tối quá mình không quay cho bà con được, nên gờ trời sáng mình quay cho bà con xem nè. Bọc trứng nè, mấy chục trứng luôn, khá là nhiều luôn nè. Cũng kết thúc video ở đây. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới để ủng hộ cho Cao Tùng Vlog nha cả nhà, để đón xem những tập tiếp theo thú vị. Rồi, tạm biệt cả nhà nha.